Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc. Xin chào các bạn lại quay lại kênh YouTube của mình để học tiếng Anh của mình nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài 10, một con số thật là đẹp. Và các bạn đã đi với Lộc đến bài số 10 rồi thì Lộc tin rằng là các bạn đã học được một chút kiến thức nào đó rồi. Chúng ta đã học với nhau về cái cơ bản của cái tiếng Anh, về những câu hỏi ngắn và câu hỏi phủ định trong thể hiện tại đơn. Và các bạn đã biết về I, you, we, they, he, she, it, I đi với am, you đi với are, we đi với they. I đi với am, you đi với a, và he, she, it thì ta đi với is, đúng không? Các bạn đã biết cơ bản như vậy, và các bạn đã biết cách đặt các câu hỏi ngắn như là bạn làm nghề gì, bạn ở đâu đến, bạn bao nhiêu tuổi, địa chỉ nhà của bạn, đúng không? Thì trong cái bài 10 này chúng ta sẽ ôn tập lại cái bài đó một chút trước khi chúng ta vào cái bài 10 này, là chúng ta sẽ học với nhau một phân đoạn tiếng Anh, phân đoạn văn. Cái phần học của chúng ta lần trước là chúng ta sẽ hỏi là what are their name, đúng không? Ask what are their name, là tên của họ là gì, tên họ là gì, what are they, là họ từ đâu đến, what are they address, là họ ở đâu, what are their phone number, số điện thoại của họ là gì, how old are they, họ bao nhiêu tuổi rồi, what are their job, nghề nghiệp của họ là gì, và câu hỏi cuối cùng là is she a doctor, cô ấy có phải là một bác sĩ hay không. Thì cái phần ôn tập này để cho các bạn nhớ lại cái kiến thức lần trước, để các bạn nhớ về cái ngôi, nhất là ngôi chủ ngữ số nhiều thì sẽ đi với A. Ở đây ta có what are their name, what are their name, what are their name thì các bạn nhớ là they đi với A thì their name là their là số nhiều, their là của họ, đúng không, của họ thì vẫn là số nhiều thì vẫn là đi với A, they và their đi với A, đúng không? Đấy, các bạn nhớ như vậy để các bạn ôn tập lại, thì các bạn đặt những câu hỏi này, viết nó vào trong vở và luyện tập nó với các chủ ngữ khác để nhớ được cái to be am here của chúng ta. Đấy, và chúng ta sẽ trả lời từng cái câu hỏi này. Khi ta hỏi là their name thì các bạn sẽ trả lời là their name. Their name vẫn là đi với A, đúng không? Đấy, tương tự như vậy thì các bạn trả lời hết các câu hỏi này bên dưới, các bạn chép nó vào đây các bạn, để các bạn nhớ được cái kiến thức. Các bạn nhớ là các bạn ghi chép thì các bạn phải hiểu là mình đang ghi chép cái gì, đúng không? Nên là nhớ được cái kiến thức của nó. What are the address thì các bạn phải trả lời the address are, đúng không? The address are, hoặc là the address are. Đấy. Hay là address thì is, đúng không? Address thì is. Ở đây là muốn sử dụng cái ngôi thay đổi so với cái bài 9 để các bạn có thể sử dụng cái to be a thôi. Tập luyện sang bài 10 này, chúng ta sẽ học một số các từ mới để người ta học được một đoạn văn. Đấy, từ thứ nhất là từ pop. Từ pop là từ nhạc pop. Từ này thì nó quen thuộc với từ Việt Nam rồi, nó trở thành từ thuần Việt mất rồi, bởi vì này các bạn bây giờ nghe nhạc là nhiều rồi, đúng không? Từ pop. Đấy. Hoặc là pop thì người Tây vẫn hiểu nhưng pop. Đấy. Tiếp theo là từ group, u dài, u group là nhóm hay là ban nhạc, một cái ban, một cái nhóm, một cái tổ đội thì gọi là group. Hay là chúng ta trong chơi game thì chúng ta có từ team, đúng không? Từ team là một cũng giống như từ group. Có từ bye. Từ bye đây không phải là từ bye bye, mà từ bye ở đây là nói về một cái gì đó ở bên cạnh nhau. Bye, ví dụ như hai cái cốc này nó là ở bên cạnh nhau, là bye, gần nhau. Đấy. Thì từ bye này nó có một cái nghĩa nữa là nói về phép nhân trong toán học. Phép nhân nhé, phép nhân trong toán học. Phép nhân trong toán học các bạn nhớ là từ bye. Tiếp theo là từ on. On là ở trên. Ở trên ví dụ tôi có một cái cốc này và tôi đặt một cái tờ giấy lên trên cái cốc này, có cốc này tôi là cái tờ giấy lên trên này, thì cái cốc thì cái giấy này nó gọi là on trên cái cốc, cái giấy này sẽ gọi là on trên cốc, on nghĩa là trên, ở trên. Thì tiếp theo là tour là một chuyến đi du lịch. Các bạn đây chắc chắn là sẽ đi du lịch rất là nhiều trong cuộc đời của mình, đúng không? Tour là một chuyến du lịch, chúng ta thường gọi là tour du lịch đấy. Thực ra từ tour nó đã là mang tính chất là đi du lịch rồi. Earth, từ earth là một cái giới từ giống như từ on, như từ earth nó là chỉ cái sự ở tại một cái vị trí nào đó. Ví dụ như bạn đang ở nhà bạn thì dùng là earth đấy, ở tại tức là ở một cái vị trí nào đó trên mặt đất này thì gọi là earth đấy, gọi là earth nhé, các bạn nhớ nhé. Earth. Từ on là đè lên trên, từ on là đè lên trên. Đến trên thì từ ất là ở tại,
ở tại cũng có thể là đèn lên trên, nhưng mà ở tại đó vì cái đó nó có thể di chuyển đến chỗ khác, nhưng mà cái ở đây là nó vị trí ở tại, các bạn cứ nhớ là ở tại đi. Đấy, ở tại thì thực ra là add-on thì sau này các bạn học rõ hơn nó sẽ hiểu, các bạn cứ nhớ là on là ở trên, add ở tại, cứ nhớ như vậy. Thực ra là ở trên thì cũng là ở tại đấy, các bạn hiểu hiểu như vậy, nhưng không dùng add thay cho on được. Đấy, các bạn cứ học tiếng Anh nhiều các bạn sẽ hiểu. Tiếp theo từ radio. Radio là các bạn đã học bài trước rồi đúng không? Radio là cái đài. Radio, radio có từ television là TV đúng không? Radio đài nhá. Radio là cái đài. Rất hay đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ học cái đoạn văn này. Trong đoạn văn này thì tiếp như sau. This is the book group 4x4. 4x4 là 4 x 4 đúng không? 4x4. Viết tắt và họ đóng vào ngoặc ra. Melanie Ryan is from Virginia. Yves is from France. Kat and George are from England. They are on tour in the United States. We are in New York. We are at Radio City Music Hall. It's great. Who is married in 4x4? Yves, I'm not married. Rocco and Kat, we aren't married. Melanie, I am. Ở đây cái câu, cái đoạn văn này các bạn đọc các bạn sẽ thấy nó hơi khó hiểu, bởi vì nó không giống như một đoạn văn thông thường, bởi vì ở đây nó một cái đoạn văn mô tả mà nó lại là một cái bài văn mà nó mang tính chất là phỏng vấn đấy, chép lại của sự phỏng vấn. Câu này dịch nghĩa là this is the pop group 4x4 đấy, thì họ nói là đây là cái nhóm nhạc 4x4. Trong nhóm nhạc này có Melanie Ryan. Melanie Ryan is from Australia, thì cô này, cái người Melanie Ryan này là con gái thì phải, đến từ Úc Châu. Và Yves is from France. Yves đến từ Pháp. Kat and George thì đến từ Anh. They are on tour in United States, thì họ đang ở trong một cái chuyến đi du lịch đến Mỹ. They are on tour in the United States. They are in New York, họ ở tại New York luôn. We are at Radio City Music Hall. Chúng tôi đang ở tại, chúng tôi, cái câu trước là they are on, đúng không? They are on tour in the United States. Là họ đang ở Mỹ, không lại chúng tôi ở New York và chúng tôi ở tại Radio City Music Hall. It's great. Đây là cái câu đằng trước thì nó lại là cái câu kiểu như của người phóng viên, nhưng cái câu đằng sau kiểu như là những người này họ trả lời luôn. Đấy, họ trả lời luôn. Chúng tôi đang ở New York, chúng tôi đang ở cái hội trường ở Radio City Music. Đấy, cái hô là cái hội trường. Và họ nói là nó rất là tuyệt. It's great. Nó rất là tuyệt. Who is married 4x4 Yves? Ở đây là dường như nó là một câu hỏi. Who is married đúng không? Who là động từ, who là hỏi ai đúng không? Is đảo lên đầu tiên đúng không? Who is married in 4x4 is? Ở đây hỏi là ai là người đã kết hôn? Nhóm 4x4 hỏi cái anh Yves. Yves thì Yves trả lời là I'm not married. Và Jokes and Kat, we aren't married. Còn Melanie, trả lời là I am. Thì Melanie, tức là Melanie ở đây đã kết hôn rồi. Còn ba người kia là không phải, chưa kết hôn. Đấy, thì đấy là cái nội dung của bài này. Tức là lúc thì là câu của người phóng viên, lúc thì họ tự trả lời. Các bạn đọc, các bạn và hiểu nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nhé. Và các bạn lại cố gắng dịch nghĩa và chép nó lại nhé. Thì ở đây chỉ có cái phần tiếng Anh thôi, không có phần dịch. Các bạn phải nhớ chép phần dịch. This is the proof group 4x4. Melanie Ryan is from Australia. Yves is from France. Kat and George are from England. They are on tour in the United States. We are in New York. We are at the Radio City Music Hall. It's great. Who is married in 4x4 Yves? I'm not married. George and Kat, we aren't married. Manny, I am. Đó, Manny thì trả lời là I am. Rồi. Cái bài này thì nó đúng là nó cũng rất là dễ, đúng không? Thì nó chỉ là những cái cơ bản thôi, học thì các
các bạn nào ôn lại từ mới. Các bạn cố gắng luyện đọc và lối âm cho nó chính xác, đọc cho nó thật cẩn thận, thật chuẩn nhé. Thì cái bài này nó dễ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa. This is the Pope for 4x4. Manly Ryan is from Australia. Evie is from France. Cut and George is from England. They are on tour in the United States. We are in New York. We are at the Radio City Music Hall. It's great. Who is married in 4x4 EVs? I'm not married. George and Kat, we are married. Melanie, I am. Ok, thì cái bài này sẽ kết thúc ở đây. Các bạn cố gắng đọc và dịch và luyện đọc nó qua các đoạn văn này. Các bạn nhớ lại những cái từ mới. Và quan trọng nhất là các bạn phải ôn lại cái phần bài 9. Đó là các bạn phải cố gắng đặt các câu hỏi với cái từ để hỏi. Từ để hỏi what, này, who, này, how, đúng không? Where, đấy, cộng với to be của thì to be, đúng không? Đấy, các bạn ôn lại cái bài 10 và bài 9 với nhau nhé. Thì trong bài 11 chúng ta sẽ tổng hợp và nâng cao kiến thức này hơn một chút xíu. Hẹn gặp lại các bạn vào bài 11 là cái bài tổng hợp đầy đủ nhất. Và chúc các bạn học tiếng Anh thành công nhé.